rồi mình sẽ bóc vào đây cứ bóc chuột. Mình sẽ tạo một nút thắt. Đâu vào đây cho mình 6 móc xích. Mình sẽ bỏ qua 200 mũi, móc vào đây cho mình mũi nữa kép. Mình sẽ móc vào đây 4 mũi nữa kép. Mình sẽ móc tương tự như thế. Mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật.
Rồi mình sẽ lấy sợi lên màu trắng. Lắp lại cho mình 6 mũi móc xích. Rồi móc về cho mình 6 mũi móc đơn. Rồi mình sẽ kết hàng. Đây là thành quả mà mình mốt xong một phần mặt kẹp hình gấu cam.